mình. Một tình huống mà không phải ai ở lứa tuổi của em có thể thực hiện được. Một bàn thắng vỡ hòa cảm xúc và xứng đáng với mọi lời khen ngợi. Chúng ta hãy xem pha cầm bóng này. Pha cầm bóng rất lưỡng thử từ khu vực giữa sân. Đồng đội đã chạy chỗ. Bây giờ chương trình ngay khoảng cách gần 30m và tuyệt vời. Nhưng mà là lúc này thì trận đấu trên chung kết đã có một thế trận rất khác so với trận đấu ra quân giữa hai đội U20 mới là những người ở tỷ số trước. Một tình huống mà chúng ta có thể nói là xem đi xem lại mà không hề thấy bất kỳ một sự cháy nào. Công Phượng, vẫn là Công Phượng, cú điểm. Cầm bóng đi vào trung lộ và hiện cú dứt điểm. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý và dứt điểm của Công Phượng. Gần tương tự với bàn thắng may đã ghi được vào lưới của Timor-Leste. Sau khi để cho đối thủ vươn lên dẫn bàn từ một tình huống